Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Mỹ nhân Ấn Độ Shivani Sho và ngôi sao tuổi teen Kethike Mavi đến Việt Nam tham dự lễ trao giải ngôi sao xanh. Trưa ngày 25 tháng 12, hai diễn viên nổi tiếng Ấn Độ đã đáp chuyến bay đến Việt Nam để tham dự lễ trao giải ngôi sao xanh 2019, cũng như tham gia các hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ. Shivani Sho, nữ chính phim Đừng Rời Xa Em, và Kethike Mavi, ngôi sao nhí trong bộ phim Vị Vua Huyền Thoại, là hai nghệ sĩ Ấn Độ nhận được sự yêu mến từ khán giả xem đài Việt Nam trong thời gian gần đây. Đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, hai diễn viên cũng bày tỏ sự mong chờ cho chuyến đi lần này. Chính vì thế, mặc dù vừa trải qua chuyến bay dài và mất thời gian cho thủ tục nhập cảnh, cả hai diễn viên đều rất tươi tắn cũng như cho thấy tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Diễn viên mang trang phục năng động, đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Những vị khách đến từ Bollywood đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã đặt chân đến đất nước hình chữ X. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rất tuyệt vời, hào hứng và đã sẵn sàng để tham dự lễ trao giải ngôi sao xanh 2019 rồi đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày 27 tháng 12 tới nhé. Mỹ nhân Shivani Sho chia sẻ, Việt Nam thực sự là một đất nước yên bình và xinh đẹp. Kethike nói thêm, Shivani Sho khá thành công với vai Vivica trong bộ phim Đừng Rời Xa Em, trong khi nam diễn viên Kethike Mavi lại tạo được ấn tượng với khán giả Việt và vai diễn Chandragupta Maurya, một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Ấn Độ trong bộ phim Vị Vua Huyền Thoại. Chính vì thế, cả hai diễn viên đều trở thành những ứng cử viên đăng ký trong danh sách đề cử của giải thưởng ngôi sao xanh 2019 ở hạng mục nam nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích. Hai bộ phim họ đóng là Đừng Rời Xa Em và Vị Vua Huyền Thoại cũng nhận được đề cử phim nước ngoài được yêu thích nhất. Lễ trao giải ngôi sao xanh lần thứ 6 năm 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại nhà thi đấu Quân khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. Trong hạng mục đề cử giải thưởng ngôi sao xanh 2019, hai bộ phim Đừng Rời Xa Em và Vị Vua Huyền Thoại nhận được đề cử phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất. Hai diễn viên chính của hai phim, Vivica của Đừng Rời Xa Em và ngôi sao tuổi teen Kethike Mavi và Chandragupta Maurya của Vị Vua Huyền Thoại cũng nhận được đề cử nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất và nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất. Nếu như Đừng Rời Xa Em là câu chuyện tình yêu lãng mạn ngọt ngào với đầy đủ cung bậc cảm xúc yêu thương mà bất cứ đôi uyên ương nào cũng bắt gặp mình trong đó, thì Vị Vua Huyền Thoại lại mang đến một câu chuyện lịch sử hoành tráng về cuộc đời của Chandragupta Maurya, một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Ấn Độ, người sáng lập đế quốc Maurya và cuộc chiến đòi lại danh phận hoàng đế của một nô lệ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh tồi tệ. Mỗi một câu chuyện với một thông điệp và cái nhìn khác nhau về cuộc sống, tình yêu lý tưởng cùng lối diễn xuất không thể chê vào đâu được của những tên tuổi lẫy lừng với tài năng thiên bẩm đã giúp Đừng Rời Xa Em và Vị Vua Huyền Thoại trở thành hai trong số những tác phẩm truyền hình nước ngoài nhận được sự yêu mến của người yêu phim châu Á, trong đó có khán giả Việt Nam. Sự đón nhận của khán giả cũng giúp cho hai bộ phim Đừng Rời Xa Em và Vị Vua Huyền Thoại cùng hai diễn viên chính của phim trở thành ứng cử viên đăng ký cho chiếc cúp ngôi sao xanh mùa thứ 6